MC Quyền Linh đến thăm nhà Ngọc Sơn, tiết lộ món ăn nuôi lớn hai vị nghệ sĩ. Theo Netbeat, MC Quyền Linh vừa chia sẻ chuyến thăm người bạn lâu năm, Senka Ngọc Sơn, trên trang cá nhân. Hai người cùng ghi hình chương trình truyền hình Du hành ký ức do MC Quyền Linh dẫn dắt. Cả hai vị nghệ sĩ cũng khoe với khán giả về những món đồ đầy kỷ niệm. Đó là chiếc xe đạp Puzo đời đầu hay chiếc cà men đựng thức ăn, hai thứ gắn bó suốt quãng đời sinh viên của MC Quyền Linh và Ngọc Sơn. Theo học kịch nói, Ngọc Sơn lại sở hữu thiên hướng âm nhạc mạnh mẽ. Từ thời đi học, anh thường xuyên phục vụ văn nghệ cho cả lớp những ca khúc như Giữa mạc tư khoa nghe câu hò nghệ tĩnh, Lòng mẹ, ca khúc do chính anh sáng tác năm 1987. Giọng hát và ca từ da diết của Ngọc Sơn đã khiến những người bạn xúc động vì nhớ gia đình. Theo lời kể của MC Bạn Muốn Hẹn Hò, anh và Ngọc Sơn gắn bó với nhau từ thời trẻ. Cả hai cùng học chung trường nghệ thuật sân khấu 2, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. MC Quốc Dân nhớ về giai đoạn đồng cam cộng khổ cùng Ngọc Sơn. Mẹ Ngọc Sơn rất hay gửi mắm giúp kho thịt cho con trai. Anh ấy ăn từ năm này qua tháng nọ, còn chia cho tôi nữa. Hồi đó tôi có cái cà mên, ăn không hết là cất để dành. Cứ thế, chúng tôi lớn lên từ chiếc cà mên, mắm ruốc với cơm nguội. Quyền Linh bình dị nhớ đến mỗi đêm chở người anh đồng môn đi diễn bằng xe đạp qua đủ thứ địa điểm lớn như sân khấu Trống Đồng, 126. Hai người đã cùng gắn bó, chia sẻ đủ buồn vui qua những năm tháng tuổi trẻ. Về sau, Ngọc Sơn nổi tiếng trước và trở thành hiện tượng âm nhạc đình đám. Còn MC Quyền Linh vẫn còn cần mẫn làm nghề. Tuy giữa hai người dần có sự khác biệt, nhưng cả hai vẫn xem nhau như tri kỷ, giữ mối quan hệ đẹp cho đến tận bây giờ. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!